Bắc Cam cận nhan sắc Linh Ly hậu sơ buổi khiến netizen lắc đầu tiếc đuối. Dù gần như đã phẫu thuật hoàn toàn từ ngoại hình đến giọng nói để thực hiện ước mơ trở thành một người phụ nữ thực thụ, nhưng Linh Ly vẫn muốn tân trang sắc đẹp hơn thế. Mới đây, nữ ca sĩ thành tâm điểm chú ý khi lần đầu xuất hiện với giao diện hoàn toàn mới hậu sơ buổi. Nhìn từ xa và ở góc nhìn thẳng, chiếc buổi mới của Linh Ly trông khá ổn vì thon gọn hơn hẳn trước kia. Tuy nhiên, ở góc quay cận, không ít người phải giật mình vì nhan sắc đầy lạ lẫm của người đẹp. Có thể thấy Linh Ly làm dáng mũi bay trung hoa đang làm mưa làm gió hiện nay, được nhiều người ưa chuộng, nhưng netizen cho rằng nữ ca sĩ không thực sự hợp với chiếc buổi mới này vì nhìn khá là dữ. Trước đó, nữ ca sĩ tạm biệt nhé gây xôn xao khi công khai loạt ảnh sang Hàn can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ lần nữa. Hậu chuyển giới, Linh Ly sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng những đường nét hài hòa, riêng phần sống mũi vốn cao từ khi chưa chuyển giới nhưng lại có khuyết điểm đầu mũi to. Vậy nên có lẽ cô muốn sửa lại cho mềm mại và thanh thoát hơn. Dù đã sở hữu nhan sắc khá nuột nà chuẩn con gái, nhưng Linh Ly vẫn quyết tâm chỉnh sửa thêm các đường nét trên gương mặt để hoàn hảo hơn. Đừng quên đăng ký kênh Sài Gòn TV để cùng chúng tôi cập nhật những tin tức đáng chú ý trong showbiz nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.